Liên quan đến vụ nổ đường ống tại nhà xưởng đốt khí số 1 nhà máy điện nhiệt điện tại Phong Mô Sa Hà Tĩnh khiến 3 người thương vong, nguyên nhân ban đầu của vụ nổ đã được xác định trên cổng thông tin điện tử công an tỉnh hà tĩnh ban lãnh đạo công ty formosa và lực lượng điều tra ban đầu xác định trong quá trình hàn cắt đã phát sinh nhiệt lượng lớn làm đường ống bị nổ giám đốc công an tỉnh hà tĩnh yêu cầu lãnh đạo công ty formosa hà tĩnh sớm có biện pháp hỗ trợ gia đình nạn nhân động viên công nhân lao động đồng thời tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất kinh doanh phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an phối hợp điều tra xử lý